Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc túi hình Doraemon như thế này ha, rất là xinh xắn luôn. Ở đây thì mình làm một chiếc Doraemon cho bé làm thành cái ba lô này các bạn, rất là xinh luôn, đeo rất là nét cưng luôn ha. Còn ở bên đây thì mình làm cho người lớn đeo chéo, thì ở cái mẫu này nếu mà người lớn muốn đeo thành ba lô thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế này nè. Các bạn cứ làm hai cái cọng dây rồi đặt cho vừa cái phần vai của mình, rồi chúng ta sẽ đeo như bình thường thôi. Mình đã đeo thử những cái mẫu mà gấu rồi các bạn, thì nó rất là xinh xắn luôn á. Nhưng mà tại vì cái này theo cái đơn đặt hàng của mình á, cho nên là mình sẽ làm cái phần cái dây nó như thế này ha. Còn cái phía trên đây thì cái này có chỗ tăng giảm nè các bạn, nếu mà thấp á thì chúng ta có thể là thâu vô, còn nếu mà cao thì chúng ta có thể là mở ra cho cái cọng dây này nó dài ra để cho vừa người luôn ha, rất là tiện lợi. Còn ở phía sau thì chúng ta có một cái dây kéo như thế này, rồi chúng ta có thể là để điện thoại hoặc là bóp ví tiền vào trong đây cũng được ha, tại vì bề ngang nó khoảng 14 mấy nữa các bạn, còn chiều dài mình móc là khoảng 25 cm lận, rất là dài luôn ha, để được cũng kha khá đồ á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu túi Doraemon này thì các bạn sẽ sử dụng màu xanh và màu trắng ha. Và màu xanh thì các bạn sử dụng màu xanh đậm hay xanh nhạt thì tùy tùy. Ở đây là mình sẽ móc len miêu cô tông cuộn 125g, mình sẽ chập đôi len lại mình móc ha. Và màu xanh thứ hai mình móc sẽ là màu số 67 nè các bạn. Còn cái màu xanh này thì nó nhạt hơn nè. Và mình sẽ phối màu xanh, màu trắng với lại màu đỏ cam ha, một ít màu đen để mà mình làm cái phần râu với phần miệng nè. Còn cái phần mắt á, thì mình sử dụng mắt là 10 ly nha. Để cái túi thứ hai mình sử dụng cái bằng len đen thử coi, mình sẽ phối cái miệng khác một xíu coi nó được không ha. Nếu mà không được thì mình sẽ quay trở lại mẫu này. Và cái phần chuông á các bạn, thì mình sử dụng trong cái khóa hoa này nè, nó có một cái chuông rồi mình lấy cái chuông này ra mình gắn vô luôn ha. Còn cái khóa hoa này thì mình sử dụng làm móc khóa. Rồi với lại cái túi này thì mình sẽ làm cái dây đeo ba lô, cho nên mình không có cần phụ kiện là cái tăng giảm, nhưng mà cái túi thứ hai thì mình sẽ cần nha. Cái tăng giảm này là khoảng 2.5 cm nha các bạn. Nè, những cái màu mình phối nè, màu trắng tinh với lại màu đỏ cam, màu đen, mắt 10 ly nè, với lại cái khóa kéo may ở phía sau nè các bạn. Rồi kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 3.5 ha. Bạn nào mà móc cái muốn móc to hơn á, hoặc là cái tay móc mà nó nhỏ hơn mình thì các bạn có thể sử dụng kim 4mm nha. Và chuẩn bị cho mình thêm cái cắt len và kim khâu len. Những cái nguyên liệu này mình có cung cấp hết đó các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn móc giống mình hoặc là muốn ủng hộ mình, các bạn có thể là add cái Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra để chúng ta sẽ tạo nút thắt và móc lên 11 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái dãy móc xích này các bạn sẽ móc lỏng tay ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 10 và sẽ móc một mũi móc đơn. Và mình sẽ quy ước là mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi ít. Hai mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V nha. Rồi bây giờ 8 chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân một ít nữa nha. Chúng ta sẽ móc 8 ít. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở cái chân móc cuối này, chúng ta sẽ móc 2x nha. Móc mũi V á các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay qua đây, chúng ta lại móc 8x ở 8 chân tiếp theo. Nẹp cái phần len thừa luôn. 1, 2.
Các bạn móc tới ít thứ 8 luôn nha. Mình đã móc xong 8 ít rồi, bây giờ còn cái chân móc cuối này, chúng ta sẽ móc thêm một ít nữa vào đây nha. Bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên. Chúng ta có được là 20 chân móc. Móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ hai, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một một V nha. 8 chân tiếp theo các bạn cũng sẽ móc 8 ít, 1 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta có hai cái chân móc này. Chúng ta sẽ móc mỗi chân một V nha. 1 Rồi tới cái chân V thứ hai nè. Tiếp tục 8 chân tiếp theo các bạn sẽ móc 8 ít và chân cuối cùng thì các bạn sẽ móc 1 V ha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình 8 ít 1 V. 1 2 Vậy là chúng ta có được 24 chân móc ở hàng móc thứ hai. Các bạn sẽ chuột mũi và kết thúc hàng. Chuẩn bị len màu trắng và chúng ta cũng sẽ chập đôi cộng len như thế này luôn nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc một ít đầu tiên ở cái chân kế bên này. Chân thứ hai chúng ta sẽ móc một ít màu xanh. Các bạn sẽ kéo cái len màu xanh qua. Đồng thời chúng ta sẽ nối cái len màu trắng vô nha. Nối len màu trắng vô. Và chúng ta sẽ móc thêm một ít màu trắng trong cùng chân móc đó. Nẹp luôn cái cộng len màu xanh đi từng từng mũi luôn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc 9 ít màu trắng. 1 2 3 4 5 Bây giờ các bạn sẽ cắt bỏ cái len màu trắng này đi. Sáu, bảy, tám, chín. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển ha. Cái chỗ thứ chín á, thì các bạn sẽ lấy cái len màu xanh á, các bạn sẽ kéo cái len màu xanh qua chốt lại. Vì ta đã có chín ít màu trắng rồi nè. Không tính cái chân này ha. 2, 4, 6, 8, 9. Và bây giờ chúng ta lại móc 1 V. Bây giờ là toàn bộ là chúng ta lại móc là màu xanh hết rồi đó. Đây là được 1 V rồi ha. Chúng ta lại móc thêm 1 ít 1 V nữa. Nẹp lên màu trắng nha. 1 ít 1 V. Mình có để thêm công thức ở trên màn hình á. Bạn nào mà không kịp thì các bạn có thể là coi thêm ở phía trên màn hình nha. Hoặc là chỉnh tốc độ cho nó chậm lại. Rồi, sau khi móc được ít V thì các bạn sẽ móc 9 ít. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và còn một chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc 1 V. Chúng ta có được 28 chân móc ở hàng móc thứ ba này nha. Các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này, nẹp cái phần màu trắng luôn. Rồi chúng ta sẽ chuột mũi. Giờ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một ít. Chân thứ hai các bạn sẽ móc một ít màu xanh và một ít màu trắng. À, kéo cái len màu trắng qua, móc thêm một ít màu trắng trong cùng chân móc đó luôn nha. Coi như là chúng ta được một ít một V đó các bạn. Bây giờ chúng ta lại móc là 10 ít một V màu trắng nha. 10 ít một V màu trắng. 1 2 Rồi các bạn móc tới ít thứ 10 nha. Mình đã móc tới ít thứ 10 rồi nè các bạn. Kế bên nó sẽ là một V màu trắng nữa nha.
một thêm một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái len màu xanh qua. Các bạn để cái len màu xanh ở phía tay phải á, và len màu trắng ở phía tay trái, thì các bạn sẽ đổi qua đổi lại mà nó không có bị gối nha. À, cho nó tách biệt hai bên luôn, đừng có để gần nhau. À, mình là chính giữa, còn bên tay phải sẽ màu xanh, bên tay trái sẽ là màu trắng. Và bây giờ chúng ta sẽ móc 2x1V nha. Nẹt vào màu trắng theo luôn. 1 2 1V. Tiếp tục, các bạn sẽ móc 10x1V và 10x. 10x1V và 10x nha. 1 2 3. À, các bạn móc tới x thứ 10, 10x1V và 1x chứ. 10x1V và 1x. Mình đã móc xong 10x rồi nè, còn 1V và 1x nha. Kết thúc hàng móc thứ tư thì chúng ta có được là 32 chân móc. Các bạn sẽ chuột mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Chúng ta sẽ móc 2x 1. À, ở ít thứ hai chúng ta sẽ chuyển lên màu trắng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 1x1V. 1x1V. Sau đó chúng ta lại móc 11x. 1 2 3 4 5. Các bạn móc tới x thứ 11 nha. Mình đã móc xong 11x rồi. Bây giờ ở cái chân tiếp theo, chúng ta sẽ móc 1V, nhưng mà mình sẽ móc là một cái màu trắng, một cái màu xanh nha. Đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len qua như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ đổi thành len màu xanh. Và chúng ta lại móc tiếp 1x vào chân móc đó. Và như vậy là chúng ta có được một V ở chỗ này rồi ha. Các bạn lại móc là 3x1V. 1 2 3. 1V ở chân kế bên. Tiếp theo chúng ta lại móc 11x1V. Các bạn móc như vậy tới cuối hàng ha. 1 2 11x1V. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn, và cái số mũi màu trắng của chúng ta nó đã đều rồi nè ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi và kết thúc hàng móc thứ năm với 36 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ sáu nha. Chúng ta sẽ móc 2x. 1 2. X màu xanh này chúng ta sẽ chuyển màu trắng nha. Và bây giờ các bạn lại móc 3x1V. 1 2 3. 3x rồi đó, móc 1V. Tiếp tục các bạn lại móc 5x1V, 5x. 5x1V, 5x ha. 1 2 3 4 5 1V. Rồi, 5x. 1 2 3 4 5. Xong cái chân kế bên này nè các bạn, chúng ta sẽ móc 1V, nhưng mà một cái xanh một cái trắng nha. Ở đây đâm kim màu trắng kéo lên. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lên màu xanh. Móc thêm 1x nữa trong cùng chân móc đó. Rồi bây giờ chúng ta móc 3 cụm còn lại ha. Mỗi một cụm sẽ là 5x1V. Lặp lại cho mình 3 lần ha. 5x1V lặp lại 3 lần. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ chuột mũi và kết thúc hàng móc thứ sáu này nha.
chúng ta có được là 42 trong mốt. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình, móc hai móc thứ bảy chúng ta lại móc 2x, 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái ren màu trắng. Chúng ta sẽ móc 1x, 1v, 1x, 1v. Tiếp theo các bạn sẽ lặp lại cái cụm 6x, 1v 2 lần nha. 6x, 1v 2 lần. 2, 3, 4, 5, 6, 1v. Lặp lại thêm một lần nữa cho mình ha, móc thêm một lần. Móc xong 6x, 1v thì chúng ta sẽ móc 2x màu trắng tiếp tục ha. 1, 2. X thứ hai này chúng ta sẽ chuyển qua lên màu xanh. Các bạn sẽ móc thêm 4x cho mình nha. 1, 2, 3, 4. Các bạn lại móc 1v. Bây giờ chúng ta lại lặp lại hai lần ở cái cụm 6x, 1v nha. 6x, 1v các bạn móc hai lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trên cái bên 1v. Và lặp lại thêm một lần nữa cho mình nha. Móc xong 6x, 1v rồi thì chúng ta còn lại 3 chân móc, các bạn lại móc 3x nha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hai móc thứ bảy với 48 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc thứ 8 đến hàng móc thứ 11 thì chúng ta sẽ móc chung một công thức ha. Hàng móc thứ 8 đến hàng móc thứ 11. Và bây giờ chúng ta kiểm tra cái phần màu trắng này. Cái này kệ nó không sao ha các bạn. Lát nữa mà dán mắt là nó che đi rồi. Ở cái phần màu trắng ở cái phía bên tay phải của mình á, nó sẽ bị thiếu một xíu ở đây. Thì một lát nữa tới cuối cái phần mặt á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lem màu trắng để mà chúng ta sẽ khâu ha. Giống như mình khâu lại cái chỗ này nè các bạn. Nếu mà mình đã thử móc như ra một cái chân móc á, thì cái phần màu trắng nó lòi ra quá, nó không có được đẹp như ở phía bên này. Cho nên là mình quyết định không có tăng cái lượng màu trắng ở phía bên đây. Và chúng ta cứ móc như vậy, chúng ta đi xuống thôi. Còn cái đường cong của nó thiếu á, thì chúng ta sẽ lấy lem màu trắng để mà chúng ta sẽ thêu lên ha. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái cách đó luôn. Hoặc là bạn nào có cái cách nào mà hay hơn nữa mà để cho mấy cái này nó không có bị lồi lõm nhiều thì các bạn có thể là chia sẻ ở dưới cái phần comment để chúng ta có thể tham khảo và sau này chúng ta sẽ cải thiện hơn ha. Mình rất mong mà nhận được những cái lời góp ý của mọi người luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8 đến hàng móc thứ 11 và móc theo công thức như sau. Chúng ta sẽ móc là 2x, 1, 2. Và chúng ta sẽ đổi thành cái len màu trắng nha. Bây giờ màu trắng chúng ta sẽ móc 21x. Ở đây là mình sẽ không có cần tăng mũi nữa các bạn, cho nên là mình móc thoải mái hơn. 21x ha. 2, 3. Các bạn móc tới x thứ 21. Mình đã móc tới cái ít thứ 21 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành màu xanh. Và chúng ta sẽ móc là 25 ít màu xanh ha. 1, 2. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Ở cuối hàng chúng ta sẽ có được là 48 chân móc á. Mình đã móc xong 25 ít màu xanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Các bạn móc thêm hàng móc thứ 9, 10, 11 nữa ha. Giống hệt như hàng móc thứ 8 này nè. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 11 luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 11 rồi nè các bạn. Và chúng ta được một cái form mặt trắng như thế này rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 12. Các bạn sẽ móc 3x màu xanh nha. Chúng ta móc 3x. 1, 2. Chỗ cái ít thứ ba chúng ta sẽ chuyển màu nha, rồi chuyển thành màu trắng.
Bây giờ chúng ta sẽ móc 20 ít màu trắng. Một, hai, ba. Rồi các bạn móc tới ít thứ 20 nha. Mình đã móc tới ít thứ 20 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển màu xanh nha. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc. Mỗi chân một ít, chúng ta còn 25 ít á. Và các bạn móc tới cuối hàng luôn ha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 12 rồi. Bây giờ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 13. Chúng ta sẽ móc 4 ít màu xanh. 1, 2, 3, 4. Bây giờ ở chỗ màu trắng này, chúng ta sẽ đổi len ha. Sau đó các bạn sẽ móc 18 ít màu trắng. 1, 2. À, móc tới ít thứ 18 ha. Mình đã móc tới ít thứ 18 của cái phần màu trắng rồi. Bây giờ các bạn sẽ kéo cái phần len màu xanh qua ha. Và chúng ta sẽ móc 7 ít màu xanh. 1, 2. Chỗ này nè các bạn, nó sẽ lồi cái phần màu trắng lên á. Bây giờ mình sẽ móc như thế này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc màu xanh đầu này nè, kéo len ha. Đâm kim vào cái chân kế bên á, kéo len. Chúng ta có 3 vòng len, kéo hết luôn. Như vậy thì cái phần màu xanh này nè, nó sẽ chiếm diện tích hơn. Cho nên là nó sẽ che một ít đi cái phần màu trắng, nhưng mà nó vẫn là một cái chân móc nè các bạn. Như vậy thì mình sẽ làm như vậy đi ha. Rồi bây giờ ở đây là được 2 chân móc rồi đó. Chúng ta sẽ móc thêm 5 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn cắt đi cái len màu trắng nha. Tại vì ở đây chúng ta sẽ móc 18 mũi dời. Nó sẽ không có chứa được cái phần màu trắng đó. Và chúng ta sẽ móc 18 mũi dời ha. 2, 3. Các bạn sẽ dời tới mũi thứ 18. Bây giờ còn một chân móc cuối cùng nè các bạn, chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn ha. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 14. Chúng ta sẽ móc 5 ít nha. 5 ít màu xanh nè. 1, 2, 3, 4. Rồi cái chân thứ 5 chúng ta sẽ kéo lên và lại nẹp vô cái phần màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ móc 17 ít màu trắng. Rồi các bạn sẽ móc tới ít thứ 17 nha. Mình đã móc xong ít thứ 17 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành len màu xanh nha. Chúng ta sẽ móc 7 ít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn sẽ cắt cái len màu trắng này đi. Chúng ta sẽ móc lên 18 mũi móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Cuối cùng các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối này nè. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Đây là cái khoảng trống để mà chúng ta sẽ may cái phần dây kéo vô ha các bạn. Như là nó vừa hết nè, cái này là dư rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 15 nha. Chúng ta sẽ móc 6 ít màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Ở đây thì các bạn sẽ chuyển qua cái len màu trắng nha. Nẹp vô. Và chúng ta sẽ móc là 15 ít màu trắng.
1. Và các bạn sẽ móc tới ít thứ 15 nha. Móc tới ít thứ 15 rồi các bạn sẽ kéo cái dây màu xanh qua và chúng ta sẽ móc tiếp tục là 8 ít. 1. Như mình nói khi nãy đó, các bạn có thể là sử dụng mũi giảm để mà chúng ta sẽ che cái phần này bớt nè. Các bạn sẽ đâm kim ở chân móc này, đồng thời đâm kim qua cái chân móc kế bên á. Chúng ta có 3 vòng đen kéo hết luôn. Rồi, cho nó che bớt ha. Chúng ta vẫn có là 2 chân móc như bình thường à. Bây giờ chúng ta được 2 rồi ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, các bạn sẽ cắt cái len màu trắng này đi. Chúng ta sẽ móc 18 ít ở phía trên nè các bạn. Phía trên cái dây này nè. Một. Hai. Rồi các bạn sẽ móc tới ít tới 18 nha. Còn một chân cuối cùng các bạn sẽ móc ít luôn. Như vậy chúng ta sẽ còn nguyên dọc này là 19 ít nha. Mình đã móc xong 18 ít ở chỗ cái phần dãy móc xích rồi đó các bạn. Thêm một ít cuối cùng nữa nè. Ở chân móc này ha. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hay móc thứ 16 nha. Bạn móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân đầu tiên, móc một ít. Chân thứ hai các bạn sẽ móc 1A. 1A tức là một mũi giảm đó các bạn. Hai chân móc này chúng ta sẽ giảm còn một chân móc ha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh bên ngoài của chân thứ hai, đồng thời đâm kim vào nửa nhánh bên ngoài của chân thứ ba. Các bạn sẽ kéo len qua, chúng ta có hai vòng len kéo qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm, mũi chữ A ha. Móc xong mũi A thì các bạn lại móc 4 ít màu xanh. 1 2 3 4. Tại đây thì chúng ta sẽ nẹp cái len màu trắng vô lại. Rồi, bây giờ chúng ta lại móc 13 ít màu trắng nha. 1 2. Các bạn móc tới ít thứ 13. Mình đã móc tới ít thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái len màu xanh qua. Chúng ta sẽ móc là 5 ít 1A nha. 1 2 3 4. À, cái 1 này mình quên nè các bạn. Chúng ta sẽ móc tương tự như mũi giảm á, để che bớt đi ha. Ở đây được 2 rồi đó. 3 4 5. 5 ít rồi, 1A. Rồi các bạn cắt cái chỗ này luôn đi. Cắt cái màu trắng này đi. Lát nữa chúng ta sẽ nẹp sau nha. Rồi phần còn lại chúng ta sẽ móc là 21 ít ha. Các bạn móc tới cuối hàng luôn. 2. Các bạn móc tới ít thứ 21. Mình đã móc xong hàng móc thứ 16 rồi nè các bạn. Bây giờ thì cái form bên đây á, form màu trắng nè, nó xinh rồi đó. Nhưng mà còn bên đây á, thì nó sẽ bị lõm vô một xíu ha. Nếu mà chúng ta làm dư ra thì nó sẽ không có được đẹp các bạn, nó sẽ nhô cái phần màu trắng qua phía bên đây nhiều quá, chúng ta không có tém là được. Còn cái này thiếu á, thì mình sẽ đi cái len màu trắng này nè, từ ở cái chỗ này chúng ta sẽ đi dòng xuống, chúng ta sẽ lắp đều cái phần màu xanh ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 10, 17 cái đi, rồi chúng ta sẽ làm cái việc kia ha. Cái việc mà chúng ta sẽ lấy cái len màu trắng để chúng ta lắp á. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 17 ha. Chúng ta sẽ móc là 1 ít 1A. Xong rồi 4 ít 1 2 3. Cái ít thứ 4 này chúng ta sẽ
đổi qua lên màu trắng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 11 ít màu trắng. 1 2. Rồi các bạn sẽ móc tới ít thứ 11. Mình đã móc tới ít thứ 11 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua len màu xanh. Các bạn lại móc 5X1A nha. 1 2 3 4 5 1A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tất cả các mũi còn lại là mũi ít hết nha. 1 2 để các bạn móc tới cuối hàng. Các bạn cắt cái len màu trắng đi các bạn. Lát nữa tới hàng sau rồi mình đã đổi thành len màu màu đỏ rồi ha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 17 rồi. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng ha. Đến cuối này nè là chúng ta còn lại 21 cho móc 21 ít đó nha. Móc lên một mũi móc xích đi các bạn và cắt ra một cái đoạn len ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu đỏ cam nha. Bạn nào không có đỏ cam á thì chúng ta sẽ lấy đỏ tươi cũng được luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc mũi dời á, kéo cái len màu đỏ này qua. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc 1X 1A. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 17X. 1 2 3. Các bạn sẽ móc tới ít thứ 7 nha. Ít thứ 17 mình đã móc xong 17 ít rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai cụm. Cụm ít A ha. 1 ít nè. 1 A. Tiếp tục 1 ít. 1 A. Và bây giờ còn 16 chân móc, các bạn sẽ móc là 16X1A ha. 16X1A. 2 3 4. Các bạn móc tới ít thứ 16 rồi hai chân cuối cùng là móc A. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi khi các bạn móc tới cuối hàng ha. Móc lên một mũi móc xích đi các bạn. Và chúng ta sẽ cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng màu xanh đậm thôi ha. Màu xanh thôi. À quên nữa, chúng ta sẽ cắt cái phần dây này đi. Rồi chúng ta sẽ làm cái phần mặt cho nó rồi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ luồn cái phần màu trắng này vô phía trong nha các bạn. Để cho nó chắc á. Chúng ta sẽ luồn nó vô. Rồi, cái chỗ dưới này nè, mình sẽ rút nó lại nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái điểm này đi. Từ cái điểm này nè. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim xuống ở phía dưới chân móc này nè. Và chúng ta mới đâm kim lên. Rồi tiếp tục xuống chân dưới này. Và chúng ta sẽ đâm kim lên nha. Phía dưới này. Rồi chúng ta đâm kim lên. Rồi các bạn coi coi nó còn thiếu sót chỗ nào thì các bạn sẽ lắp nó lại. Lát nữa mấy cái gâu á, nó cũng làm ẩn điên số rồi đó các bạn. Mình làm gâu rồi này kia. Mà gâu thì lát nữa chúng ta làm sao ha. Rồi bây giờ mình thấy nó ổn rồi nè. Rồi các bạn có thể là đi thêm một đường nữa cũng được nữa. Đó, các bạn đi đi thêm đường nữa thì các bạn sẽ đâm kim ở phía trên đó. Chúng ta đi luồn lại phía dưới nha. Rồi ở phía trên. Rồi mình đã làm xong rồi nè các bạn. Nó gì là thấy ổn rồi nha. Ổn rồi thì các bạn sẽ khóa cái này lại đi. Rồi xong rồi các bạn sẽ cắt len thôi nha. Nhìn mấy cái màu này giống như mấy anh em siêu nhân vậy ha các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ nẹp cái len.
nạp cái len màu xanh vô nha. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ làm một hàng tăng mũi ha, còn những hàng còn lại thì nó đơn giản hơn. Bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi X dấu chân móc bên đây ha, và một mũi V ở chân thứ hai á, một V chân thứ hai nha. À, ở cái cộng này nè, đến cuối hàng các bạn sẽ nẹp rồi các bạn móc vô luôn nha. Xong rồi XV rồi, các bạn sẽ móc cho mình 18X, 18XV. Những cái chân còn lại các bạn sẽ móc là mũi X nha. Chúng ta sẽ có là 18XV và 19X. Để các bạn sẽ móc tương tự như thế tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, như vậy là chúng ta còn lại là 42 chân móc ha. Các bạn móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 20. Và từ hàng móc thứ 20 đến hàng móc thứ 27, các bạn sẽ móc mỗi chân là một ít. Như vậy chúng ta có 42 chân móc thì chúng ta sẽ móc 42 ít cho mỗi hàng. Hàng 20, 21, 22 đến hàng móc thứ 27, các bạn sẽ móc mỗi hàng là 42 ít nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc đến cuối hàng móc thứ 27 luôn nha. Khi nãy là mình nói nhầm ha các bạn. Hàng thứ 37 chứ không phải là hàng thứ 27 nha. Các bạn sẽ móc tới hàng thứ 37 cho mình. Hoặc là chúng ta có thể là anh chỉnh sao mà cho nó vừa với lại cái điện thoại của các bạn là được rồi. Đây nè, tính từ cái chỗ mà mình làm cái khóa kéo á, là khoảng 16cm là nó dư ở phía trên này. Bạn nào mà muốn móc dài hơn hoặc là ngắn hơn gì đó là các bạn có thể là tham khảo cái kích thước này ha. Ở trên đây mình móc gần 25 luôn nè các bạn. Bề ngang của nó là bây giờ đã tầm là 14 mấy rồi nè. Rồi, ở trên là nó sẽ rộng hơn ở dưới nha. Sau đó là chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi. Rồi các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta sẽ khâu lại cái phần đáy túi nha các bạn. Rồi xỏ hai cái cọng len này qua kim khâu len. Rồi bây giờ cái đáy túi của mình đã thẳng, nó chia thẳng như thế này rồi. Các bạn cứ việc là để cái phần len màu xanh này nè vô cho nó về phía chính giữa này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nè, năm kim qua như thế này để là chúng ta khâu thôi. Nó có mình thấy rõ chân móc rồi đó các bạn, để chúng ta cứ khâu theo đúng cái chân móc của hai mảnh này ha, rút nó chặt lại ha. Rồi giờ các bạn sẽ khâu cho tới cuối hàng luôn nha. Khi nãy mình quên nói với các bạn là chúng ta cần cái phần bông gòn á, để mà chúng ta sẽ nhồi vô cái chỗ bàn chân với lại bàn tay của bé Mon nha. Cần cũng tất cả các bạn ở chỗ này nè, chúng ta sẽ để hai cọng len nó qua hai bên như thế này, xong rồi chúng ta sẽ rút nó lại. Rồi lát nữa mình sẽ cắt bỏ này luôn nha, lát nữa mình khâu cái phần chân vô rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc từ trên xuống dưới. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai con mắt cá nha. Chúng ta sẽ lấy cái len màu trắng ra và chúng ta sẽ móc một sợi thôi ha, vẫn là kim 3.5 và một sợi thôi. Chúng ta sẽ tạo nút thắt, móc lên 5 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ tư, móc 1 mũi ít. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 3 ít ở 3 chân móc này ha. Thì chúng ta có 3 ít rồi. Bây giờ ở cái chân cuối cùng, các bạn sẽ móc 3 ít cùng một chân. 1, 2, 3. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 ít. 1, 2. Ở chân cuối cùng các bạn sẽ móc 1 V. 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi, hai mũi móc xích để móc hai móc thứ hai. Chân đầu tiên móc hai mũi nửa kép nha, mình viết tắt mũi nửa kép là mũi T á.
ở trên màn hình đó nha. Sau đó các bạn lại móc 2T, 1, 2, ở hai chân móc này nha. Và bây giờ tới cái cụm 3 chân móc, chỗ này chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2T, hai mũi nửa kép cùng một chân đó. Mình phải nói vậy các bạn để thôi, nhiều khi Google nó dịch mũi T, các mấy người ở bên nước ngoài họ không biết móc như thế nào, nên mình nói mũi nửa kép cho nó dễ. Rồi ở đây chúng ta lại móc là hai mũi nửa kép nha, bên đây là hai mũi nửa kép. Vậy là chúng ta có ba chân trong mũi. Rồi các bạn lại móc là 2T ở hai chân móc nè, hai chân cuối cùng mỗi chân là 2T. Rồi bây giờ đã xong một con mắt rồi đó, rồi các bạn sẽ móc thêm một con mắt nữa nha. Lát nữa mình coi, mình sẽ trang trí con mắt nó bằng cái cọng len kia thử coi nó xinh không. Còn nếu không xinh thì mình sẽ lấy keo nến mình dán cái phần mắt 10 ly vô ha, rồi làm thêm cho mình một cọng nữa, với lại giấu cái cọng này vô phía bên trong nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu đỏ ra để mà chúng ta móc cái phần lỗ mũi ha. Các bạn sẽ tạo vòng tròn, cũng móc kim 3.5. Chúng ta sẽ móc 6 ít ở vòng tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chụp mũi, móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai, mỗi chúng ta sẽ móc 6 V nha. Và các bạn móc tới cuối hàng luôn. Móc đến cuối hàng thì chúng ta được 12 mũi ha, móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc thứ ba chúng ta sẽ móc 12 ít. Và bây giờ các bạn móc cho tới cuối hàng luôn nha. Cuối hàng các bạn sẽ chụp mũi và cắt len là dấu sợi. Là chúng ta được một cái mũi như thế này nè. Các bạn sẽ dồn nó vô luôn đi cũng được nữa, chúng ta khỏi cần cắt. Lát nữa chúng ta sẽ để keo ở rìa ngoài này, giờ chúng ta dán luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai cái cánh tay nha. Các bạn sẽ móc màu trắng trước và chúng ta sẽ cặp đôi len. Rồi, cũng móc kim 3.5. Móc cho mình 6 ít nha. 2 3 4 5 6. Rồi hàng thứ hai các bạn cũng sẽ móc là 6V. Chúng ta sẽ móc tới cuối hàng luôn. Cuối hàng thứ hai, chụp mũi và kết thúc hàng, móc lên một mũi móc xích, móc hàng móc thứ ba. Các bạn sẽ lặp lại cụm móc XV tới cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ lặp lại 6 lần. XV lặp lại 6 lần. Cuối hàng thì chúng ta có được là 18 chân móc, các bạn sẽ chụp mũi và kết thúc hàng, móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc thứ tư và hàng móc thứ năm, chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 18 ít ha. Các bạn móc tới cuối hàng móc thứ năm luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ năm rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len nha. Chúng ta sẽ đổi thành cái len màu xanh. Rồi các bạn sẽ chụp mũi đâm kim vô chân móc mũi dời, kéo phần len màu xanh qua, móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc 18 ít màu xanh ở hàng móc thứ sáu này nha. Các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ sáu rồi, các bạn sẽ chụp mũi và kết thúc hàng, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ bảy. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc là ít a 6 lần nha. Đây là được một lần rồi đó. Ít a mũi giảm là hai rồi nè. Các bạn làm thêm cho đủ 6 lần ha, tức là chúng ta sẽ móc tới cuối hàng.
Móc xong hàng móc thứ bảy rồi thì mình còn lại là 12 chân móc ha. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 8 với một mũi xích. Chúng ta sẽ móc 12 ít. Và các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc luôn nha. Móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để một lát nữa chúng ta sẽ khâu gáp vào luôn nha. Và các bạn sẽ móc cho mình hai cái tay như thế này nha. Đây, mình đã hoàn thành hai cái tay rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc tới hai cái chân nha. Phần chân thì chúng ta sẽ móc 4 hàng thôi à các bạn. Mình sẽ để công thức ở phía trên màn hình ha. Và các bạn sẽ móc 4 hàng như thế này. Và các bạn sẽ móc hai bàn chân. Sau khi các bạn đã móc xong hai cái bàn chân rồi thì bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái chiếc túi thần kỳ ở phía trước bụng của bé Mon nha. Các bạn sẽ tạo cho mình cái vòng tròn. Chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này là hai mũi móc xích nè, móc 11 mũi móc kép nha. 11 mũi, 1 2 3 4. Các bạn móc tới mũi móc kép thứ 11. Mình đã móc xong 11 mũi móc kép và chúng ta sẽ kéo gút nó lại luôn rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ không kết hàng ha. Móc lên hai mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai, quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên, một mũi móc kép. Mũi móc kép mình sẽ đọc là mũi F ha. Hai mũi móc kép cùng một chân mình sẽ đọc là FV. Bây giờ, chín chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một FV nha. Tức là hai mũi móc kép cùng một chân đó. 1 2. Các bạn móc tới chân thứ 9 nè. Chân ở đây là được 2 nè, còn 7 lần nữa. Mình đã móc xong 9 lần hai mũi móc kép cùng một chân rồi nè các bạn. Ở cái chân cuối á thì chúng ta sẽ móc một kép nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba với một mũi móc xích quay ngược rồi móc lại. Chúng ta sẽ móc 4 ít. 1 2 3 4. Tiếp theo các bạn sẽ móc lặp lại 6 lần cho mình cái cụm mũi nửa kép ha. Chân kế bên là một mũi nửa kép nè. Chân kế tiếp là hai mũi nửa kép cùng một chân. Mình gọi mũi nửa kép là mũi T ha, hai mũi nửa kép cùng một chân mình gọi là mũi TV. Vậy là các bạn sẽ lặp lại cho mình tổng cộng 6 lần. Mỗi một cụm như vậy là một T và một TV nha. Một T nè, cái này để mình nói len nên mình hết len nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối len vô thôi. Rồi các bạn sẽ làm tổng cộng cho mình là 6 lần ha. Cái này được 3 lần rồi. Mình đã móc xong rồi, bây giờ còn 4 chân móc cuối cùng. Mỗi chân các bạn lại móc là một ít nha. Chúng ta sẽ móc là 4 ít. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ viền lại cái phần miệng túi. Rồi đâm kim vào cái chân móc này. Là 1 nè, 2, 3. Cái chỗ nào thấp á chúng ta sẽ kéo lên cao nha. 3 rồi đó, 4 nè, 5 nè. Kéo lên cao lên, 5. Cho nó bằng á các bạn. 6, 7. Chín, 10. Móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài á các bạn. Để chúng ta sẽ khâu vô. Chỉ có lỗ mũi là chúng ta dán chân mắt thôi ha. Nè chỗ này nè các bạn sẽ canh chỉnh lại. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ may vô ha. Và bây giờ tới cái phần dây đeo luôn đi các bạn. Tùy theo cái chiều cao của cái người đeo mà chúng ta sẽ làm ha. Chúng ta sẽ làm một cái dây ngắn và một cái dây dài. Ở đây là mình đã
làm xong một cái dây dài là 95 cm, còn dây bên đây là 16 cm nè. Các bạn nếu mà muốn trừ hao thêm nữa, tại vì mình có làm cái tăng giảm đó các bạn, cho nên là chúng ta có thể là móc cái dây dài này nó dài hơn một xíu vẫn được ha, 100 hoặc là 105 đều được, hoặc là cái dây ngắn này các bạn sẽ móc dài hơn xíu cũng được luôn nha, tùy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ chừa ra một cái đoạn len để mà chúng ta sẽ khâu vô trong cái phần túi. Các bạn sẽ tạo nút thắt và chúng ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích, 3, 4, 5. Rồi chúng ta sẽ móc trở ngược lại, móc 4 mũi ít nha. Tức là mỗi hàng các bạn sẽ móc là 4 mũi ít, hoặc là chúng ta có thể là móc cái bảng theo cái tăng giảm của mình á. Cái tăng giảm của các bạn nhỏ thì các bạn sẽ móc ít mũi hơn, còn nó to thì các bạn sẽ móc bằng mũi này hoặc là nhiều mũi hơn, cái đó là tùy ha. Giống như ở này nè các bạn, để mình lấy cho các bạn coi cái phần tăng giảm. Đây, cái phần tăng giảm của mình nè, nó sẽ vừa in luôn chỗ cái bảng mà 4x này. Còn ví dụ như tăng giảm của các bạn nhỏ thì các bạn sẽ coi coi cái này làm là 3x là được rồi nè, thì chúng ta sẽ móc 3x thôi ha. Tức là mỗi hàng chúng ta sẽ móc là 4x tới cái độ dài mà chúng ta mong muốn. Rồi tới độ dài mong muốn rồi, các bạn cũng sẽ cắt len và chừa ra cho mình cái đoạn len nữa nha. Rồi như vậy là giờ chúng ta đã coi như là móc xong hết rồi, chỉ cần là chúng ta sẽ gác vô thôi và chúng ta sẽ trang trí. Rồi giờ ở cái phần khóa kéo đó các bạn, thì mình đã có hướng dẫn ở cái nhiều clip trước rồi, mình sẽ để lên hướng dẫn may cái phần khóa kéo nè, cái form này nè, ở dưới phần bình luận ha, các bạn có thể là tham khảo học theo cái clip đó để mà may cái khóa kéo của cái túi này nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy mắt 10 ly á, các bạn sẽ gắn vô ở chính giữa ha. Hai cái này chúng ta sẽ đấu lại như thế này và các bạn sẽ bắn keo xung quanh cái phần chồng trắng này, và chúng ta sẽ dán kiểu như thế này ha. Chúng ta sẽ dán ở hàng màu trắng tới hàng thứ tư màu trắng á, chúng ta sẽ có khoảng cách nó như thế này và các bạn sẽ dán nha. Rồi các bạn sẽ chấm keo xung quanh cái chỗ phía rìa ngoài nè, rồi chúng ta sẽ dán cái phần mũi luôn nha, dán ở chính giữa hai mắt như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu đen ra để mà chúng ta sẽ khâu cái phần miệng của bé Mon với lại phần gâu nha. Rồi các bạn sẽ cắt ra cho mình một cái đoạn len. À, cái chỗ này nè, chúng ta sẽ để nó ở chính giữa các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái kìm kéo nó lại nha. Và mình đã xỏ cái len màu đen qua kim khâu len. Các bạn sẽ tạo nút thắt ở chỗ phần cuối ha. Và chúng ta sẽ để cái len màu đen này nè vô chỗ chính giữa cái phần miệng của bé, phần mũi của bé Mon nha. Và bây giờ chúng ta sẽ để thẳng xuống để nó nằm ở cái điểm này. Rồi bây giờ chúng ta được một cái đường thẳng như thế này rồi ha, chúng ta sẽ đến lên là 1 2 3 4. Các bạn sẽ đưa kim qua ở cái hàng mà chúng ta vừa điểm được á, ta sẽ đưa nó ra phía ngoài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó về chính giữa. Sau đó là chúng ta lại điểm lên 1 2 3 4, đưa nó ra phía ngoài này và đưa về chính giữa lại. Rồi một lát nữa các bạn sẽ cắm keo cho mình nha. Sau đó là các bạn chấm keo, ví dụ như nó nằm chấm mũi keo đây đi, các bạn sẽ đưa cái cọng màu đen này xuống cái keo đó ha, cho nó tạo một cái đường tròn các bạn. Rồi ở bên đây như vậy các bạn sẽ chấm nó chỗ này, các bạn sẽ đưa nó xuống để tạo cho nó cái rãnh miệng tròn, cho nó cười chính đẹp hơn ở cái chỗ này ha. Chỗ này thì nó cười nó hơi 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 già già xíu, cho nên là mình sẽ làm như vậy cho nó trẻ ra xíu nha. Rồi giờ chúng ta sẽ làm luôn cái phần gâu của bé Mon nha. Mình sẽ để ở trên cái chỗ này xíu nè, rồi đưa nó ra phía ngoài này. Rồi các bạn sẽ đưa nó lên một bậc nữa. Rồi mình sẽ đưa nó ngay phía này ha. Rồi lên phía trên xíu nữa. Rồi chúng ta sẽ đưa nó ra phía ngoài này. Rồi như vậy là cái phần gâu bên đây nó đã xong rồi. Các bạn sẽ đưa cắt cái cọng len đi qua bên đây và khâu cái phía đối diện nó y hợp luôn ha. Rồi chúng ta cũng làm cái miệng cho nó tròn ra như vậy. Rồi chúng ta đã xong cái phần mặt rồi đó. Các bạn mình làm cái miệng nó tròn hơn nè, cái cưng hơn nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu tới cánh tay ha. Các bạn sẽ nhồi một phần bông gòn vô trong đây để cho nó cứng cáp hơn nha. Và bây giờ chúng ta cứ việc khâu ở phía trên những cái mũi móc thôi nha các bạn.
Rồi, chúng ta sẽ để nó vô ở góc này, các bạn canh chỉnh nó nha. Cho hai cái cánh tay nó đều nhau. Rồi bây giờ tại đây thì mình sẽ đâm kim qua cái chỗ màu đỏ nè. Rồi cố định lại cái chỗ lúc đầu rồi đó. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc. Đồng thời đâm kim vô cái chỗ này luôn nè các bạn. Ở phía trên cái mũi móc á. Rồi, mình đã khâu xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chốt mũi lại nha. Rồi mình sẽ đưa nó qua bên này. Rồi như vậy là bên đây thì các bạn cũng sẽ khâu tương tự giống như mình hướng dẫn nha. À, tới cái phần nổi phía dưới này. Các bạn xỏ qua cái khâu len. Các bạn sẽ để hai cái chân nó hai bên như thế này ha. Đấy, để mình ở đây để cho nó dễ khâu. Các bạn sẽ khâu tới vòng tròn bên đây, xong mới chừa gang lỗ nhỏ, các bạn sẽ để cái phần con gòn cho nó vô ha. Vô rồi các bạn sẽ khâu tới tới hết luôn, khâu cho nó dính như thế này luôn nha. Thế các bạn mình đã nhồi xong cái phần bông gòn rồi, và chúng ta sẽ làm mấy cái mũi cuối luôn nha. Và như vậy là mình đã khâu xong hai cái đàn chân rồi đó. Đơn giản ha. Rồi bây giờ tới cái phần này, các bạn sẽ cắt cái sợi thôi đi. Cái túi này thì chúng ta sẽ chừa cái miệng miệng túi ha các bạn, để cho nó sẽ đựng được một đồ trong đây nè, ví dụ như cái tỏi rồi này kia, cái tỏi hoặc là mấy cái vật nhỏ nhỏ gì đó, rồi các bạn có thể là để vô đó nha. Mẹ tính hướng dẫn cho các bạn làm này chú rồi nè, mà sợ bị lọt á, nó trong cho nên là mình để cho nó phút cuối luôn ha. Rồi để tới chỗ này đây. Rồi các bạn cứ việc là làm một cái chân móc ở phía trên màu trắng với lại chân ở phía phía dưới là được rồi, nó cũng đơn giản thôi nè, làm gì nè ha. Rồi các bạn sẽ làm vòng qua phía bên này luôn nha, vòng qua phía bên này. Mình còn một hai mũi cuối này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ để nó lên phía trên này luôn nha. Đó. Rồi giờ chúng ta coi có đều chưa? Đều rồi thì chúng ta sẽ ngưng ha. Rồi mình thấy nó đều rồi nha. À, thì chúng ta sẽ làm cái chỗ cuối này thêm lần nữa. Rồi các bạn sẽ đưa vô đây. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vô cái phần cái móc nha. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần này và chúng ta sẽ làm phần dây đeo luôn nha. Và cái phần dây ngắn á, chúng ta sẽ làm ở chính giữa ha. Mình khâu ở chỗ hàng thứ hai các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại một lần nữa để cho cái chỗ này nó chắc luôn nha. Rồi các bạn sẽ làm tới cuối hàng luôn đi. Rồi mình đã làm tới cái khúc cuối rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt nha. Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ để cái cọng này. Rồi. Xỏ nó vô phía dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ may cái chỗ này lại. Các bạn xỏ cái cọng này qua kia khâu lên. Rồi các bạn sẽ đâm kim. Rồi bây giờ các bạn sẽ may cái phần ở phía dưới đó các bạn. Chúng ta sẽ may chính giữa luôn nha. Các bạn sẽ may nó vô giống hệt như trên đây.
Ở chỗ trên này thì chúng ta sẽ luồn cái cọng dây còn lại qua ha. Và cái chỗ này các bạn có thể là thâu ra thâu vô như bình thường. Đây. À, nếu mà muốn thâu vô nữa thì các bạn sẽ kéo này, xong rồi chúng ta sẽ kéo nó xuống ha. Còn muốn nó dài hơn thì các bạn sẽ chở ra như vậy. Rồi kéo nó xuống. À, như vậy rất là tiện. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái mẫu Doraemon này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.